Choi Tae-yoon xuất ngũ, trở về bên Park Shin-hee. Mới đây, theo báo cáo từ truyền thông Hàn Quốc, vào sáng ngày 19 tháng 5, Choi Tae-yoon đã trở lại làng giải trí sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Đáp lại thông tin trên, đại diện công ty quản lý studio Santa Cloud Entertainment lên tiếng xác nhận Choi Tae-yoon đã xuất ngũ vào hôm qua 18 tháng 5 với tư cách là nhân viên dịch vụ xã hội. Bạn trai Park Shin-hee lên đường nhập ngũ vào ngày 1 tháng 8 năm 2019. Do vấn đề sức khỏe, anh nhận được đánh giá ở cấp độ 4 trong kỳ kiểm tra sức khỏe. Sau khi được đào tạo quân sự cơ bản tại trung tâm huấn luyện, anh ấy đã phục vụ như một nhân viên xã hội. Trước khi thực hiện nghĩa vụ quân sự, Choi Tae-yoon đã góp mặt trong dự án truyền hình So I Married the Antifan, hợp tác cùng Soyeon của SNSD. Trong khi đó, Choi Tae-yoon ra mắt làng giải trí với bộ phim Piano Dai FPS vào năm 2001 và đã góp mặt trong một số bộ phim nổi tiếng như Cặp đôi ngoại cảm All About My Mom, The Flower in Prison, Đối tác đáng ngờ. Hiện tại, So I Married the Antifan cũng đang được phát sóng. Trước đó, Park Shin-hee gây chú ý vì lần đầu thổ lộ về chuyện hẹn hò với tài tử Missing Night, Choi Tae-yoon. Vào năm 2018, sau khi bị Dispatch tung những bằng chứng hẹn hò đầy thuyết phục, cặp đôi đã chính thức xác nhận mối quan hệ. Khi được nhắc lại về chuyện công khai tình cảm 2 năm trước, Park Shin-hee chia sẻ, lúc đó công khai mối quan hệ thực sự không phải ý định của chúng tôi. Nhưng điều đó đã xảy ra và mọi chuyện cũng ổn. Chúng tôi vẫn đang hẹn hò rất thuận lợi. Những chia sẻ của Park Shin-hee ngay lập tức gây chú ý, bởi đây là lần đầu tiên nữ diễn viên công khai nói về mối quan hệ với bạn trai kém tuổi Choi Tae-yoon. Top tin hot trên cổng thông tin Naver tràn ngập những bài báo về Park Shin-hee. Có thể thấy, dù cả nữ diễn viên lẫn bạn trai luôn im hơi lặng tiếng, chẳng bao giờ công khai chia sẻ chuyện cá nhân, nhưng khán giả vẫn vô cùng quan tâm chuyện tình cảm của cặp đôi. Đặc biệt, Park Shin-hee cũng chia sẻ nhiều điều liên quan đến sự nghiệp diễn xuất. Tôi thường là người đầu tiên tự nhận ra những điều mình còn thiếu sót và thấy hối hận. Tôi không thể kiềm chế được mà luôn cảm thấy rất lo lắng. Điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai đây? Liệu tôi có bị vướng vào rắc rối gì không? Nhưng khi nhìn lại chính bản thân của hiện tại và cả con đường tôi đã đi qua, tôi có thể không hoàn hảo, nhưng tôi luôn thấy rằng mình đã tiến lên phía trước thông qua những trải nghiệm và ngày một tiến bộ hơn. Thay vì việc tập trung vào quá khứ hay tương lai, tôi cố gắng tập trung vào hiện tại, vào ngày hôm nay. Vào tháng 5 năm 2017, tin hẹn hò của Choi Tae-yoon và Park Shin-hee dần được lan truyền khắp nơi. Do không có bằng chứng nào xác thực và cặp đôi cũng nhanh chóng phủ nhận, nên tin đồn này nhanh chóng chìm vào quên lãng. Tuy vậy, đến ngày 7 tháng 3 năm 2018, cả châu Á lại một lần nữa xôn xao trước tin cả hai đang thực sự hẹn hò. Dispatch đã chính thức vào cuộc và tung loạt ảnh cả hai gặp gỡ nhau. Choi Tae-yoon và Park Shin-hee đành phải thừa nhận mối quan hệ tình cảm đã kéo dài được gần một năm. Được biết, Park Shin-hee là tiền bối của bạn trai tại trường đại học Chung-an. Từ mối quan hệ bạn bè, cả hai trở nên thân thiết và dần nảy sinh tình cảm. Tài tử Missing Night cũng chính là bạn trai chính thức đầu tiên được Park Shin-hee công khai hẹn hò. Dù danh tiếng chênh lệch, nhưng Choi Tae-yoon và Park Shin-hee vẫn nhận được sự ủng hộ của đông đảo công chúng.